Xin được kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin mời quý vị đón xem. Để mở đầu tuần lễ thương hiệu quốc gia hướng tới ngành thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 tới đây, thì diễn đàn thương hiệu quốc gia đã được tổ chức trong sáng nay nhằm nhìn nhận lại thực trạng thương hiệu quốc gia Việt Nam hiện nay, từ đó cùng đưa ra những giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể, và phóng viên Tài Phan cập nhật từ diễn đàn. Xin kính chào quý vị khán giả. Thương hiệu thoáng qua là một tổ hợp của những hình ảnh, ký hiệu hay là tên gọi của một sản phẩm hay là dịch vụ nào đó. Thế nhưng quan trọng hơn, đối với người tiêu dùng, chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ thêm nhiều tiền hơn nếu những thương hiệu đó hàm chứa chất lượng và sự uy tín. Thương hiệu là giá trị vô hình nhưng lại mang giá trị hữu hình cho doanh nghiệp và cả quốc gia. Như với thương hiệu quốc gia Việt Nam, hiện được tổ chức Brand Finance định giá là 235 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 43 trên thế giới. Tiếp tục vun đắp cho con số này có ý nghĩa quan trọng, bởi như một chuyên gia có chia sẻ, đây là cuộc chơi đôi bên đều có lợi. Một bên là thương hiệu Việt Nam và một bên chính là các doanh nghiệp của Việt Nam. Đó cũng là lý do trên thế giới đã có 80 quốc gia đang thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia và ngay cả Việt Nam cũng vậy. Nếu năm 2008 mới có 30 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được chứng nhận thương hiệu Việt Nam thì tới nay con số này đã là gần 100 doanh nghiệp với nhiều hoạt động quan trọng thúc đẩy giá trị thương hiệu Việt Nam. Có sự gắn kết thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp với lại hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch và từ đó xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam trở thành một hình ảnh tích cực, hấp dẫn và thu hút. Đáng chú ý, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam thời gian tới dự kiến sẽ bao gồm cả các chỉ dẫn địa lý như là xoài cát Hòa Lộc, bưởi Đoan Hùng hay là Cam Vinh hay cà phê Buôn Ma Thuột đều sẽ được xúc tiến thành thương hiệu Việt Nam. Một điểm nhấn nữa là chương trình Food of Việt Nam, tức là ẩm thực Việt Nam, hiện đang được Bộ Công Thương triển khai. Biết đâu đấy, nếu nói tới Italia, người ta nghĩ tới thời trang, bóng đá, nói tới Đức, người ta nghĩ tới xe ô tô, thì rồi đây, nói tới Việt Nam, người ta sẽ nghĩ tới ẩm thực. Vâng, và cuộc phỏng vấn vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.